biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ nay vui với đời sương giọt vui với rượu nồng với tình tôi. Tôi không còn thương nhớ người yêu. Từ em cô dâu xinh lệ qua cầu nỡ quên kỷ niệm cho chơi khi hỏi đầy yêu dấu. Tôi chú rể em là cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người thơ. Tìm vui thâu đêm qua ngón tay với ai chân lần mình quen biết, với ai chẳng cần gì tha thiết. Tôi quên người, quên cả chính tôi. Quá xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu đi vắng em rồi chắc là không yêu ai cũng chẳng yêu người. Chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè thương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Ok các bạn nhá, sửa xong Akai tốc độ chậm rồi. Akai RX630D tốc độ chậm đã hoàn thành nhá. Ok các bạn, và video này mình sẽ đăng là video giấy test video Akai sau sửa chữa, và video này mình sẽ bật chế độ công khai và tắt chế độ liên quan đến bản quyền. Cho nên thoải mái đây. Bây giờ mình đối với những cái băng cối mà
sử dụng cái băng có bản quyền này, kia âm thanh có bản quyền. Mình sẽ quay video sửa chữa và không có âm thanh khi có phát nhạc. Và sau khi âm thanh phát nhạc hoàn thành test sau sửa chữa, mình sẽ quay một cái video dạng ngắn như thế này. Và mình sẽ đăng ngay sau video đã sửa hoàn thành nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đã sửa hoàn thành và bây giờ chúng ta chỉ còn đi lắp lại vỏ và truyền cho khách thôi. Ok các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video.